Hello anh chị, Trần Anh xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả các anh chị nha. Hôm nay bên salon ô tô chi nhánh 2 của em về một con Toyota đời 2006. Thì em nhắc đến đời 2006 là anh chị biết cái chất rồi, xe này là xe dịch vụ bản di nha anh chị nha. Xe này thì em cũng vừa mới lấy về thôi. Đồng sơn à, nói chung là nước sơn rất đẹp. Đó, cụm đèn theo xe nè. Xe có sao thì Trần Anh nói vậy nha, Trần Anh cũng không giấu anh chị luôn. Là cục đèn theo xe đây. Bản số 49E19226. Ốp toàn diện, toàn bộ inox rồi. Con xe này là ngày xưa người ta cho thuê xe chở đám cưới đồ tiệc tùng rồi cho thuê xe để chạy nha anh chị nha. Đó, xe là xe dịch vụ ạ. Cái này là dịch vụ gia đình chứ không phải là dịch vụ công ty anh chị nha. Này đồng sơn nè, nhìn rất đẹp anh chị thấy không? Bốn vỏ nè, còn rất mới. Đó, chất xe đây. Con này để Trần Anh đưa qua công nghệ 4.0, Trần Anh tẩy rửa cho anh chị rồi Trần Anh sẽ quay chi tiết nhé. Form xe đây, đồng sơn của con xe nè. Xe này không có xíu cứng đụng anh chị nha. Chất cửa rất liền lẹn. Bốn vỏ còn mới, bốn vỏ được 80% nè anh chị thấy không? Bốn vỏ 80% gầm bề nè. Con xe này là gầm bề rồi, không có mục mọt anh chị nha. Mâm đúc nè, nguyên viên cho xe nè. Ở phòng xe cụm đèn đây. Bản số Bảo Lộc, Đà Lạt, Lâm Đồng luôn nha. Đã được trang bị theo sản xuất là chủ nhà bắt thêm một cái cản nè. Cái cản phía sau nè. Bản số 49E19226 con Innova đây. Mặt G nè. Cái này không phải là G đâu. Innova G đời 2006. Chiếc xe nè. Anh chị có mấy anh chị hỏi Trần Anh có Innova thì alo thì hôm nay em về có Innova nha. Xe này tài xế vừa chạy về đây nè. Có cái đồng sơn nó hơi nổ tí xíu nha. Đây nè. Chỗ này thì Trần Anh cũng sẽ cho dầm lại luôn anh chị thấy không ạ? Đó, đồng sơn nó hơi bị nổ sơn một tí xíu thôi. Khúc này nè. Đó, xe có sao thì Trần Anh nói vậy. Xe này không có cứng đụng nha. Thế nào? Bốn mâm đúc là bốn vỏ mới 80% gập bề trong nè. Không có một xíu mục mọ anh chị thấy không? Giá rất rẻ anh chị ơi. Giá này em công bố lên đảm bảo là rất là nhiều anh chị sẽ alo cho em luôn. Đó. Cái bi cửa nè. Chỉ nẻo của nó nè. Đó, chiếc xe nè. Nội thất đây. Con này đã được lên dàn lạch rồi nha anh chị nha. Đây nè. Đó anh chị thấy không, dàn lạch người ta đã lên hết rồi nha. Hai dàn lạch ngồi ở phía sau nha. Nội thất đây. Đó, con này giờ anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Bên em còn đưa qua công nghệ 4.0 để tẩy rửa con xe này nữa. Không có một tí cứng đụng con xe này nha anh chị nha. Đây nè, đinh tán nè, keo chỉ nè, còn nguyên rin nè anh chị thấy không? Đinh tán dập nguyên rin nó sản xuất nè. Đây nè, còn nguyên rin hết nè. Đó. Chất đóng cửa rất khít, rất liền lẹt luôn. Phong xe không phải suy nghĩ rồi. Cái bi nè, cái bi cửa nè. Đây, nội thất nè. Nội thất của con xe đây. Vô lăng đây nè. Con này không có một xíu là khoan đục nha anh chị nha. Tại vì cái con này là người ta chạy dịch vụ, nhưng mà dịch vụ gia đình anh chị thấy những vân gai nè, trên tắp lô đồng hồ nè, còn nguyên rin nè, không có dấu hiệu là khoan đục cái con xe này nha. Tại vì xe này người ta chạy dịch vụ gia đình cho nên người ta không có khoan đục như những xe taxi trong hãng nha. Những xe taxi trong hãng là người ta sẽ khoan đục, còn cái này người ta không có khoan đục anh chị không? Về hết trên tắp lô không? Nó không có dấu hiệu được khoan đục luôn. Cái này người ta chỉ cho thuê xe tự lái rồi, cái này kia ok. Trang bị một cái màn hình nè. Vô lăng đây. Hỗ trợ thứ khí. Đời 2006 anh chị ạ. Đây nè, đây là cái dàn lạnh nè. Cái dàn lạnh phía sau đây, xíu chừng anh sẽ test cho anh chị. Giờ chừng anh vô trong khoang máy chừng anh test cho anh chị nha. Chỉ nẻ trong nách nè.
Đó chị này trong nát đó chị không à. Bốn vỏ còn được mới 80% nha, mâm đúc anh chị nhé. Lóc cửa mở cửa nè, lóc cửa mở cửa đây. Chừng anh vô chừng anh test cho chị xem nhé. Đè nhẹ cái nó nổ rồi, máy nổ rất êm chị ơi. Bao chất luôn, trợ lực lái nè, ngồi rất là nhẹ nhàng anh chị thấy không, trợ lực lái nè. Đây biểu tượng của Toyota đây, túi khí nè, trang bị một cái màn hình Android, nghe nhạc giải trí định vị GPRS kết nối tai nghe không dây, đàm thoại trên cái màn hình này nha anh chị nha, console nè. Đó, cái đời 206 này anh chị mua về, anh chị tập chạy tập lái, hoặc anh chị mua về, những anh chị nó ít tiền mua về chạy dịch vụ cũng rất là ok luôn nha. Đó đây nè, trên tắp lô nè anh chị thấy không, không có dấu hiệu là khoan đục luôn. Đó, máy móc nổ êm lắm chị ơi. Máy lạnh đây, chị để cho anh test phần máy lạnh cho anh chị xem nhé. Đây nè, đó máy lạnh này. Mở lên là lạnh luôn rồi chị ơi, mở lên lạnh rung luôn rồi nha, có lạnh luôn rồi. Máy móc thì cũng phải suy nghĩ, trợ lực đèn còi rất lớn, con số đây, đây là dàn lạnh phía sau nha. Đây nè, người ta đã đổ cái dàn lạnh phía sau nè. Đó, rồi dàn lạnh phía sau có rồi đó, thích hợp à. Xe này có cả gương chỉnh điện nữa, đây nè, gương chỉnh điện nè, đó chị thấy không, có cả gương chỉnh điện nhá, mọi thứ có hoạt động ok hết. Xe này vừa mới về tại tới salon thôi nha anh chị nha. Đó, anh chị thấy gương chỉnh điện không, nhạc nhóm ok hết. USB, trợ lực lái rất là nhẹ luôn. Âm thanh có rồi, máy nổ rất êm anh chị ơi. Xe ở tắp bi nè, tắp bi rất liền lẹt nha, dàn lạnh phía sau đây, dàn lạnh có rồi nha anh chị nha, đây nè, dàn lạnh là có lạnh rồi, đó mua về là chạy thôi nhé. Đó chiếc xe đó, em test phần máy cho anh chị xem nhé. Máy nổ rất êm anh chị ơi. Đây nè, anh chị thấy chiếc máy không? Máy nổ êm lắm nha. Đây nè, con này không có một tí túng đục sóng dằn, nguyên riêng xe anh chị ạ. Xe này chừng anh xin nhắc lại nha, xe này vừa mới về tức thời luôn, vừa mới về sáng ngày hôm nay luôn nha. Con này bên em cũng phải đưa qua công nghệ 4.0 để làm đẹp nó. Sóng vàng nè anh chị không? Không có dấu hiệu cứng đục luôn nha. Đó phong xe đó, máy móc nổ rất êm anh chị ạ. Máy móc rồi, máy móc đang hoạt động luôn.
xe ra. Tem nguyên zin theo xe này còn nguyên zin hết. Innova G đời 2006 nha anh chị nha. Trường Anh quay luôn cái phần gầm bề cho anh chị xem nè. Máy móc nè, rất khô ráo nè. Không có dấu hiệu là khui mở luôn. Nguyên zin hết nha anh chị nha. Đây nè, là những con ốc nè, nguyên zin hết nè. Không có một xíu là dấu hiệu khui mở luôn nha. Đây nè, đó những cái sóng dập nè. Kinh tán theo nhà sản xuất đó. Máy móc thì nó rất êm, đang hoạt động luôn. Con này máy 2.0. Mức tiêu thụ nhiên liệu nó nằm tầm 9 lít trên 100 cây nha. Nó xài 4 lít full 4 máy, 1, 2, 3, 4, 4 cái vết full nha anh chị nha. Mẹt nguyên zin nè, theo xe hết. Sóng lường, sóng dằn, không có dấu hiệu được cứng đụng luôn. Trần Anh quay cái phần gầm cho anh chị xem nhé. Đây là phần gầm nè.